Emi ở bên Mỹ xin chào cả nhà. Sáng nay Emi ăn phở gói ha, phở Cái gì đây? Ăn ở chỗ làm á. Đi làm sớm quá, không có đói bụng. Bây giờ phải mang theo ăn. Mình bỏ vô ít thịt bò ha. Bỏ vô nhiều đi, ăn lỡ nhiều khách đông á thì nó có thịt nó làm cho mình no. Pha nước sôi vô ha cả nhà. Bây giờ đem mấy cái này vô dẹp bớt thôi là lát nữa ăn không có kịp. Để mình thử thử chín chưa ha. Ai, để xem sao. Mình cho ớt vô ha. Đấy, cho ớt cay cay cho được. Để có mùi mùi bò. Cho nước xiên vô nè. Ôi có đem trái ớt mà quên, có đem trái ớt mà quên đi vô lấy trái ớt hết đây. Giờ mình trộn nó ha. Ủa, nhưng cũng hấp dẫn. Mình xin mời cả nhà ha. Cũng không có tệ, cũng ngon lắm á. Mình tưởng đâu là nước không có nóng nhưng mà cũng nóng vừa ăn á. Con cũng không có, chó cũng không, mà tại sao khổ chứ, đi làm 6-7 ngày một tuần không có thời gian cho mình luôn. Làm hết năm nay thôi, năm sau mình nghỉ bớt. Mình không đi làm khùng điên như vậy nữa đâu. Nếu mình đi làm nhiều á, mà mình được tôn trọng của người khác á, thì mình cũng nên. Còn này mình đi làm nhiều mà mình lại bị giống như là căng thẳng thần kinh, tiếng Anh gọi là stress á, thì mình phải ngừng lại, năm sau mình không đi làm nhiều nữa. Mình sẽ ở nhà chơi với các bạn. Cái này mà có miếng giá là chắc ngon á. Không biết hôm nay có đông khách không? Tuần rồi thì rất là đông luôn. Giờ là mấy giờ rồi ta? 9:30 rồi. Còn nửa tiếng nữa là vô làm. Mà mình mở cửa trước 15 phút. Ăn xong dọn dẹp tiệm là coi như vô làm là vừa luôn, vừa đẹp. Còn xíu nước thôi. Nó cũng ngon lắm, ngọt lắm. À, mình cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. À, chúc đại gia đình ngủ ngon nha. Bye bye.